Chào quý vị và các bạn. Như vậy là lần này tôi quay trở lại nhà vườn của gia đình nhà ông Ngọc Ấn. Thì cây mới được cắt tỉa nên là nhìn nó có vẻ là đẹp hơn. Lần trước tôi đến thì như các video trước tôi quay thì cây nó chưa được cắt. Đây, các bạn thấy cây đã được cắt tỉa. Những cây xanh ở đây thì cơ bản là được phối đá các bạn, phối bằng đá ra vôi. Rất nhiều chủng loại. Đây có cả một cây dúi. Cổ gốc bắt đầu là chuyển sang màu vàng rồi. Và đây là một cây long phá cách. Rất nhiều rễ buông. Xa kia là một cây tôi thấy cũng rất là to các bạn. Đấy. Rất to mà bạn đang rất già rồi. Ta lại gần. Ở đây là ngay đường quốc lộ 47 nên là tiếng xe rất là ồn. Các bạn xem có gì đấy nghe lời bình không rõ lắm thì các bạn thông cảm.
Dạ khai nhá. Nhiều xanh. Đây là một cây song thụ các bạn. Song thụ. Tôi quay lại gần các bạn xem. Song thụ. Đây là gốc của nó. Gốc của nó rất là to, chắc chắn bệ. Cũng là cây được cắt tỉa đó, khác hẳn với lần trước tôi đến đây. Nếu cắt tỉa bây giờ thì đúng là vào dịp Tết nó đổ lộc ra thì nhìn tuyệt vời. Phải nói ông chủ ở đây là rất đam mê cây, với sở hữu được một số lượng cây lớn như này. Không biết là khi chủ nhà vườn có xem trên YouTube mà nhìn thấy cây của nhà mình thì không biết chủ nhà vườn có ý kiến gì không. Trước khi vào đây quay thì cũng đã xin phép bảo vệ và mọi người để được vào quay cây của gia đình. Và các bạn thấy một hoàn non bộ rất là to. Hoàn non bộ các bạn thấy đấy. Đá rất đẹp. Rất nhiều.
cây đã hoàn thiện